đầu. Ông xã ơi, làm ơn dẫn xe đi em đi dạy. Anh Lạng này, ông đứng đắn không có chiều chuộng ga lăng phụ nữ đâu có chồng. Vậy thế chồng em là ai? Đồng ý là anh, nhưng nếu mà giúp đỡ em thì anh sẽ trái với lời giao ước trước khi cưới. Ủa, lời giao ước gì vậy anh? Đó là lời giao ước anh sẽ không bao giờ phụ em. Anh phải biết phụ giúp vợ con, để sau này nếu mà anh có chết đi, mọi người còn khóc lóc tiếc thương anh nữa chứ. Nếu anh đang nằm chết, anh không muốn mọi người xung quanh khóc lóc gì anh, mà chỉ muốn nghe mọi người nói một câu mà bất kỳ người chết nào cũng mong đợi. Ủa, là câu gì vậy? Đó là câu kỳ lạ chưa? Tay chân ông ta đã bắt đầu cử động trở lại. Ông ta sống rồi bà con ơi. Nói đi cũng nói lại, anh rất thương em mà đó giờ, mặc dù nhiều khi anh rầy la trách mắng, thậm chí nặng lời với em, nhưng em lúc nào cũng nhường nhịn anh, em không bao giờ cãi lại anh. Đâu có gì khó đâu anh, những lúc như thế em đều cọ rửa bồn cầu. Hiệu quả vậy hả em? Cọ rửa bồn cầu làm cho người ta kiềm chế được hả em? Em cọ bằng cái bàn chải đánh răng của anh á. Hả? Cái răng của tôi? Xem cười hay, y hay, tiếp. Vẫn còn thời gian. Làm vòng kia luôn. Làm kia luôn, tiếp. Hai ba lẹ. Anh hẹn em ra đây có chuyện gì vậy? Thúy ơi, anh yêu em đã lâu lắm rồi, em có yêu anh không? Biết trước mà, đã quỳ tỏ tình mà còn nắm tay nữa. Lần trước em thấy anh tỏ tình với nhỏ Quỳnh. Hết giờ rồi, thật là tiếc cho hai anh chị. Cái chỗ mà anh đã hứa rồi thì anh không bao giờ làm sai lời hứa. Anh hứa gì? Anh không bao giờ phụ em. Là chém cười rồi đó. Cái đó ý thông minh quá trời. Tại vì anh chị lùa nhanh quá. Đúng rồi. À, dạ, mục đích của ảnh là lên đây để phục vụ niềm đam mê chương trình, lên theo đam mê chương trình. Nhưng mà đối với em á, là em xin theo ảnh không phải vì đam mê chương trình, bởi vì em là một giáo viên. Mời thí sinh tiếp theo. Làm cho tất cả danh hài, luôn trong tư thế tươi há mồm. Làm cho tất cả danh hài, khi một trong hai danh hài tươi cười. Dạ em chào hai giám khảo. Dạ em chào. Mặt mày ảo quá. Mặt có duyên rồi nè. Em tên gì? Dạ em tên Hân. Tên đầy đủ? Trần Ngọc Hân. Trần Ngọc Hân. Mình ở đâu? Dạ em ở Vĩnh Thuận, Kiên Giang. Nhưng mà em đang học ở Gạch Giá, làm ở quán cà phê The Gay. Cái gì nghe The Gay nghe hết hồn vậy? Gay, gay hay là sao? Gay, cái cổng. À gay, cái cổng. Gay, The Gate. The Gay, ừ à. Ở trong đó có gay lộn nhiều không em? Không hả? Ừ à, em làm cái vai trò gì trong quán cà phê? Dạ bưng nước. Không, order. À, order. Dạ. Yeah. Giờ tiếng Tây không chứ? Vẫn có bà tiếng Tây không? Order đâu. Rồi tháng kiếm được nhiêu? Không biết nữa. Không, bà nói... Là từ tới giờ chưa lãnh lương hả? Không. Có lãnh rồi mà bà nói lương tháng nhiêu quên rồi. Nhưng mà tới tháng cái bà phát lương em nhận em biết.
Không điếm luôn. Mình bỏ sức ra mình làm thì mình phải lấy lại được những gì mình đã bỏ chứ. Không, tại bà bỏ cho chồng nhiều quá. Rồi, khẳng định. Có khẳng triệu định chứng luôn rồi đó. Là em là con của bà chủ quán hả? Em không phải con chủ quán sao người ta đưa tiền em nhiều mà em không đếm tiền luôn là sao cưng? Quán gia đình hay sao? Dạ không, quán người ta. Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 20 gì vậy? Không, có người... 20 hay gì đó? Không, có người nói em 19, còn có người nói em 20. Bây giờ lương cho người ta tự quyết định. Đúng rồi. Coi giờ tuổi nó cho thiên hạ quyết định luôn. Bây giờ tôi hỏi cái này nè, mà bà không biết là tôi về tôi sẽ mét má bà đó. Ba tên gì? Dạ. Ba em tên gì? Dạ tên Hùng. À vẫn biết được ba mình tên Hùng là vui rồi. Chứ tôi sợ là nói không có người kêu ba em tên này, có người kêu ba. Rồi bây giờ em có bồ chưa? Hả? Chưa. Anh hỏi gì thôi chứ anh biết mà. Vậy sao có được? Chưa đâu, chưa đâu. Em phải tỉnh ra thì mới có bồ được nghe cưng nha. Mà bị vậy lâu chưa? Không biết. Biết mà, tôi biết mà. Em không biết chứ anh biết. Bà rung hai chừng bà quýu lại luôn. Nhưng mà đây là một trong những thí sinh mà nói tiếng Anh chuẩn nhất mùa này á. Đừng có giỡn nha. Nè, bò tới vòng năm nè, bò tới vòng năm cho coi nè. Đừng có giỡn bây giờ ta. Cà phê tiếng Anh là kêu sao nè? Cà phê tiếng Anh C-A-F-E. Đừng có giỡn. C-A-F-E đó. Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ đó. Rồi úp la tiếng Anh kêu làm sao? Bỏ dấu ra, đừng có bỏ dấu vô. Là thí dụ? Ốp. Ọp. Là. Ờ. Ọp la. Ốp la tiếng Anh là ọp la. Ọp la. Hay quá. Vô à. Cái mé này không chừng vô sâu à. Cái cổng người ta kêu sao? Cái cổng sao nó lỡ nè. Đờ gây. Đó. Thi. Thì ha. Cho em xuống dưới đứng. Được. Đấy. Được hết á. Đừng leo lên đầu tôi thôi nha. Có duyên. Mặt có duyên, cái mặt có duyên. 60 giây của em bắt đầu. Tiếc quá à. Uổng quá à. Tiếc. Uổng quá à. Tiếc quá à. Ừ. Uổng quá à. Có gì mới nha. Còn 49 giây đó. Tiếc quá. Một hồi nữa mới tiếc lại. Uổng quá. Tiếc quá. Uổng. Mà uổng cái gì? Bà nó ơi, việc nấu cháo của tôi đâu rồi? Ông từ từ cái, hai con tôi chưa biết giết con nào nè. Ơi. Em vừa có 2 triệu đồng. Thông minh. Nghĩa là hai con này là hai con vịt đúng không? Vịt chim. Vịt chim à. Được chưa? Vô rồi đó. Đứng vô giữa đi. Đứng vô giữa bị bắn. Không, bà đừng có túm nữa đó bà ơi. Bà xạo quá, bà không có rung đâu. Bà lanh lắm. Không có, thường thường là lanh lắm, khùng lắm. Mà sao tự nhiên cái. Đừng có xạo. Không, không thiệt. Rồi chưa? Không ai rung mà ví giám khảo là hai con vịt hết á. Rồi, hên tiếp đi. Hả? Hên, hồi nãy sửa kịch bản. Bà ơi, giả cày cái tôi rồi. Chết luôn. Đừng ăn thịt chó ông ơi. Rồi chưa? Rồi. 60 giây của em bắt đầu. Chưa chạy nữa. Ờ, muốn chạy thì chạy. Ừ. 30 31 lộn 30 29 28 đồng hồ nhảy ngược bỏ ra 30 lên 31 27 em đếm đúng mà 25 chờ đèn xanh đèn đỏ 24 23 22 21 10 19 8 7 6 5 4 3 2 1 đèn xanh qua lộ qua đi
Trời ơi, chó cũng phải biết nghe lời người chứ. Tạm lại nghe, mày qua nghe. Mà hết giờ mày qua luôn đi, đâu có xe đâu. Kêu qua lộ đi. Qua đi. Con ta đặt tên chó mà không biết nghe lời. Thật ra là duyên đó. Chỉ có cái là nó chưa có đậm đà để mà... Em hiểu không? Giống như mình đặt pháo á, nó phải có cái que diêm nó mồi cái mới nổ được. Thiếu cái que diêm đó. Chứ là cái câu chuyện là thông minh á, đếm xong cái rồi hết giờ, rồi qua lộ, duyên, thấy không? Mình đang băng qua đường, mình đang đếm cái đèn đỏ thôi mà. Thông xui, minh. Xui cho em là tiếng lực nói ra. Mấy em nghe nói mà em tính la, không biết ai nói, em kêu nhỏ nhỏ thôi. La anh đi, sao anh em không la? Không, em không biết anh nói. Với lại cái đó em đứng ở đó, em đứng em dòm. Em đếm 5, 4, 3, 2, 1 là tụi anh cũng biết là đèn đỏ. Chỉ có cái đầu tiên á là tiếc quá là tụi anh không biết chuyện gì xảy ra. Hiểu không? Dịch đấu trao, chưa biết vụ nào cũng rất là bất ngờ thiệt. Còn cái kia thì cũng không bất ngờ gì mấy. Khán giả có thể bất ngờ nhưng khán giả không bất ngờ nữa vì sao? Vì ông kia đã nói chờ đèn đỏ. Lỗi anh em, xin lỗi anh. MC mà, đúng không? Đúng. Người ta diễn cái gì thay kệ, người ta bình luận cái gì mà, đúng không? Đúng. Tại sao vậy? Bán lẩu thì có ai nói gì mình không mà người ta qua đường mà nói người ta. Thôi giám khảo mà bạn. Đúng không? Rồi đúng người luôn. Người ta mất 10 triệu bây giờ trả người ta 10 triệu. Ừ điệu đi. Chứ bán lẩu được quá mà. Đúng không? Đúng không? Quan lẩu quán anh trừ được không em? Thôi, anh nói giỡn thôi. Học tài thi phận em à, thấy không? Thôi kệ lỡ rồi nha. Làm như bé chưa chấp nhận sự thật. Rồi bye bye em.